Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, là ngày 27 tháng 5, bây giờ là khoảng 6 giờ tối giờ Cali. Thì ở Việt Nam các bạn đã bước vào ngày Cứu tuần rồi là ngày thứ bảy ngày 28 tháng 5 và thuận đã trở lại và có một cái khác cũng đã trở lại đó chính là cái microphone Shure SM7B thì thuận đã chỉnh lại cái máy microphone này và các bạn có thể là sẽ không có nghe được cái sự khác biệt rõ ràng giữa cái máy này với lại cái máy mà thường thường hay sử dụng đó chính là cái Rode NT1 thì lý do là tại vì thuận vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục cho nên cái âm thanh dòng của thường đó thì vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục cho nên các bạn sẽ không thấy sự khác biệt đâu nhưng mà hôm nay đây thường cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn chủ yếu trong video này chúng ta sẽ nói tới rất là nhiều những cái thông tin nổi bật từ hôm qua tới bây giờ để các bạn có thể nắm bắt được tình hình chung của thị trường và những thông tin này đó nó cũng không có đi theo một cái đề tài nào đặc biệt mà Thuận chỉ muốn chia sẻ với các bạn một cách nó lo chuyện nhất mà thôi thì chúng ta hãy uh, cố gắng để mà theo dõi những thông tin này thì chúng ta bắt đầu nhìn vào tình hình chung của thị trường tài chính á, thì các bạn sẽ thấy là một màu xanh chúng ta thấy được những chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc tuần này cũng rất là xanh chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones tăng 1,76%. Thì số S&P 500 tăng 2,47% và Nasdaq đó thì tăng 3,33% và chúng ta không có chỉ số futures bây giờ tại vì sao? Tại vì chúng ta đã bước qua cuối tuần và đặc biệt đó là thứ hai tuần tới đây ở Hoa Kỳ đó là ngày lễ Memorial Day có nghĩa là ngày lễ tưởng niệm liệt sĩ và cho nên chúng ta sẽ thấy được là chứng khoán sẽ không mở cửa ngày thứ hai đâu chúng ta thấy được là kết thúc tuần này đó thì chúng ta cũng thấy là chỉ số liên quan tới dầu đó đã tăng lên thêm một chút nữa chúng ta thấy được là dầu bây giờ hợp đồng đó là ở mức là 115 đô cho một thùng dầu chúng ta thấy được vàng đó thì cũng dầm thiên tại chỗ như chúng ta cũng đã biết ở mức là 1850 thì vẫn tiếp tục giữ được cái mức đó nhưng mà chúng ta đã thấy được là trong cái thời gian là ba ngày qua đó thì đúng là chúng ta thấy là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ nó đã đỡ hơn một chút chúng ta thấy được nó có một cái sự hồi phục nhẹ À, cho chứng khoán Hoa Kỳ Nhất là chúng ta nhìn vào cái chỉ số mà xuống tơi tả gần đây Đó chính là chỉ số Nasdaq Thì chúng ta được là 3 ngày liên tục Đó chính là ngày 25 tây, ngày 26 tây và ngày hôm nay đó 3 ngày liên tục các bạn thấy được là màu xanh Cho chỉ số Nasdaq là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ Và các bạn cũng đã biết là gần đây những công ty công nghệ đó Bị dùi dập rất là nhiều và chúng ta thấy là tuy có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại nhưng mà chúng ta đã thấy được là trong khoảng thời gian từ đầu năm tới bây giờ đó chỉ số Nasdaq vẫn xuống là 22 46% và chúng ta thấy được là tuy đã gần đây đó ba ngày hôm nay chúng ta thấy chứng khoán Hoa Kỳ đã đỡ hơn một chút nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là cái chỉ số tham lam sợ hãi thì bây giờ đó vẫn ở mức là cực kỳ sợ hãi các bạn thấy được là ở mức là 21 hiện tại và chúng ta có thể thấy đó là một trong những cái lý do hôm nay mà làm cho thị trường lạc quan hơn một chút Đó chính là chúng ta nhận được một cái thông tin liên quan tới lạm phát Thì chúng ta có rất nhiều những chỉ số đo lường cái phần trăm lạm phát Chỉ số mà nhiều bạn theo dõi thường xuyên đó Chính là chỉ số CPI có nghĩa là cái chỉ số phần trăm lạm phát tính theo hàng tiêu dùng Thì chỉ số đó chúng ta biết được là mỗi tháng một lần Và cái thông tin mới nhất đó là trăm Thấp hơn là chúng ta thấy tháng trước đó là 8,5% thì chúng ta cũng đã biết thông tin này rồi nhưng mà hôm nay đó có một cái chỉ số lạm phát khác nữa là chỉ số này đó là một chỉ số gọi là PCE có thể hiểu đơn giản đó đây là cái chỉ số phần trăm lạm phát tính theo cái hàng tiêu dùng thiết yếu của người dân và chỉ số này đó cho thấy được cũng tương tự là chỉ số CPI chúng ta thấy được là chỉ số PCE đó cho thấy là tháng này đó có cái phần trăm tăng trưởng là 0,2% phần trăm đã coi như là tăng trưởng ít hơn so với lại tháng 3 vừa qua là 0,9% Thì cũng sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao chúng ta lại so sánh chỉ số tháng 3 với tháng 4 Mà chúng ta không nói chỉ số hiện tại tháng 5 Tại vì chỉ số tháng 5 thì tháng sau chúng ta mới biết Nhưng mà các bạn thấy được là ít ra trong tháng này chúng ta đã nhận được là chỉ số CPI và chỉ số PCE cả hai chỉ số đo lường lạm phát này cho thấy được là tình hình lạm phát đã đã có một chút xíu dấu hiệu là giảm xuống và những nhà đầu tư đó thì cho đây là cái dấu hiệu tốt tại vì khi mà chúng ta thấy là có dấu hiệu là phần trăm lạm phát có cái dấu hiệu chậm lại hay là thậm chí là từ từ giảm xuống đó, thì có thể là Fed sẽ không có siết chặt nguồn tiền nữa sẽ không có tiếp tục tăng lãi suất nhiều nữa nhưng mà thật ra chúng ta cũng thấy là Fed nói nhiều lần rồi Fed cần phải có tài liệu dài hạn cho thấy được lạm phát đã có cái sự suy giảm chứ không phải là chỉ một tháng hay là hai tháng cho nên thường thì không có cái sự lạc quan là Fed sẽ không tăng lãi suất tôi nghĩ là Fed sẽ vẫn tăng lãi suất ít nhất là tháng 6 và tháng 7 này còn những tháng sau đó thì chúng ta tiếp tục theo dõi mà thôi nhưng mà ít ra đó là những nhà đầu tư cũng đã có cái sự lạc quan hơn một chút nhưng mà nói chung thị trường vẫn đang ở trong cái tình trạng là cực kỳ sợ hãi một à, cái thị trường khác nữa bây giờ đã cũng đã bắt đầu là cho thấy một số dấu hiệu chậm lại đó chính là thị trường bất động sản ở hoa kỳ Chúng ta thấy được là hôm nay đó có ba nguồn thông tin Nguồn thứ nhất là đến từ Realtor.com Thì đây là một cái trang web rất là nổi tiếng Những người nào mà mua nhà đó thì họ thường lên trên cái trang web này Lên trên ứng dụng này để mà tìm kiếm Tại vì trên ứng dụng này nó thống kê những nhà mà đang đăng để bán Để người ta lựa chọn và tìm hiểu thêm Thì chúng ta thì Realtor.com đã cho thấy là cái số lượng nhà mà đăng bán đã tăng 9% tuần vừa rồi so với lại thời điểm này Năm ngoái có nghĩa là có nhiều nhà đăng bán hơn chúng ta có thể thấy được là một nguồn khác nữa là Redfin. Redfin thì cũng tương tự như là Realtor.com. Thì Redfin cho thấy được là 4 tuần từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 5 của năm nay so với lại thời điểm này. Năm ngoái đó thì cái số lượng nhà mà đăng bán nó đã tăng vọt lên gấp đôi. Hai cái Ứng dụng này đều cho thấy thông tin tương tự và chúng ta thấy được là một tài liệu khác nữa đã đến từ National Association of Realtors có thể hiểu đây là cái hiệp hội môi giới bất động sản thì cho thấy được đó là cái số lượng nhà mà đang được bán đó thì đã giảm xuống là 4% trong tháng 4 so với lại cái tháng trước đó và giảm xuống 9% so với tháng 4 của năm 2021 có nghĩa là chúng ta thấy là bắt đầu có dấu hiệu gì? Có dấu hiệu là cái số lượng nhà đang đăng bán thì nó tăng lên và cái số lượng người mua đó thì có thể là vẫn là như vậy và thậm chí là cái số lượng nhà mà đang được lấy hợp đồng để bán đó thì cũng đã giảm xuống so với năm ngoái rồi có phải đây là dấu hiệu là giá nhà sẽ giảm hay không thì vẫn chưa có chắc chắn lắm cái mà chúng ta thấy bây giờ đó là tùy theo nơi dựa theo thống kê tính chung của tất cả hoa kỳ đó thì một trong năm căn nhà đang bán đó đã bắt đầu giảm giá trong tháng năm này thì có thể là các bạn nói là không biết ở đâu chỉ còn chỗ các bạn ở thì vẫn chưa thấy dấu hiệu này thì đương nhiên là tùy theo là nơi giống như là thường ở quận cam thì vẫn chưa có dấu hiệu là nhà quận cam giảm giá nhưng mà thường thì cũng theo dõi cái thị trường bất động sản của las vegas hôm thì chia sẻ rằng las vegas thì nhà đã bắt đầu giảm giá nhiều rồi thì chúng ta thấy được là tùy theo nơi mà thôi không phải nơi nào cũng như vậy và cũng chưa chắc là giá nhà sẽ giảm Cái mà thường muốn nói đây đó là chúng ta thấy được là khi mà cái số lượng nhà đăng bán đó không có nhiều như là thời kỳ đại dịch và lúc đó đó nhiều người mua nhiều người mua họ mua không được nhà như ý muốn đó khiến cho nhiều người khác fomo họ muốn đi mua tại lúc đó đó cái phần trăm lãi suất cũng rất là thấp dẫn đến là giá nhà tăng vọt lên bây giờ ngược lại thì các bạn thấy được là bây giờ cái nhà nó cũng bán nhưng mà có thể là thay vì lúc xưa các bạn đăng lên bán thì có 10 người, 15 người nộp đơn để mà mua nhà các bạn bây giờ có thể chỉ còn có là 2 3 cái offer mà thôi. Ít nhiều gì cũng cho chúng ta thấy được là cái nguồn cung nguồn cầu nó đã bắt đầu là cân bằng trở lại và cũng có nhiều thông tin cho thấy được là cái số lượng người mà bán nhà đó họ cũng gấp rút đăng nhà lên bán tại vì họ sợ nếu như mà không đăng bây giờ đã cứ kéo dài thì có thể là cái số lượng người mua nó sẽ từ từ thấp xuống và cái số lượng nhà ngày càng, càng nhiều hơn thì nhà nó sẽ dẫn đến là giảm giá nhất là khi mà chúng ta thấy được là lãi suất có thể có xu hướng tiếp tục tăng tuy là trong vòng một hai tuần nay chúng ta thấy được là phần trăm lãi suất 30 năm khi mua nhà đó cũng đã có cái dấu hiệu nó bình phẳng lại một chút, nó cũng có đi xuống một chút nhưng mà dài hạn đó thì dấu hiệu vẫn là tiếp tục tăng trưởng. Nhất là khi các bạn thấy được là lúc mà Fed bắt đầu bán trái phiếu đó, bắt đầu từ tháng sau, khi mà Fed bán trái phiếu lên trên thị trường đó thì đương nhiên họ càng bán trái phiếu thì trái phiếu càng giảm giá, trái phiếu càng giảm giá thì phần trăm lãi suất càng tăng lên. Đó là cái hoạt động của thị trường mà thôi thì nhiều bạn cũng đã biết đó là thuận đang lưu trữ cũng một số tiền mặt các bạn cũng đã biết thuận lưu trữ khoảng chừng là 35% phần trăm tiền mặt hiện tại thì một số bạn cũng hỏi là thuận có ý định là ở mức giá nào thuận dùng số tiền đó để mà mua thêm crypto hay là không thuận thì bây giờ vẫn đang lưỡng lự nhiều bạn cũng đã biết là thuận từ năm ngoái tới bây giờ đó chờ giá nhà nguội lại cho tới bây giờ thuận vẫn đang chờ thì thuận vẫn có ý định là tiếp tục chờ không biết giá nhà có nguội hay không nhưng mà nếu như giá nhà không nguội mà giá crypto nguội nhanh hơn thì thuận sẽ có ý định mua thêm crypto trong thời gian bây giờ đã thùng vẫn tiếp tục trung bình giá hàng ngày mà thôi và trung bình giá BTC như này nhiều bạn cũng đã biết rồi thì đó là một số tài điều nổi bật liên quan đến thị trường tài chính nói chung chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới crypto đi thì các bạn thấy được là hai ngày liên tục đó chỉ số tham lam sợ hãi của bitcoin vẫn ở mức rất là thấp ở mức số 12 hôm nay cũng vậy hôm qua cũng vậy có nghĩa là cực kỳ sợ hãi và chúng ta thấy đó tuy là chỉ số Nasdaq chỉ số mà có cái sự tương quan với Bitcoin rất là cao ba ngày hôm nay đó thì cũng có cái xu hướng là hồi phục đầu chút nhưng mà chỉ đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa thấy cái sự hồi phục đó chuyển qua BTC BTC hầu như là đối thường vẫn tiếp tục đi hàng ngang mà thôi tại vì các bạn thấy là cả tuần nay giá của BTC thì khoảng 29.000 hôm nay là khoảng 28.740 lúc mà làm video này thì coi như là cũng không có nhiều cái sự thay đổi và có phải là BTC đó sẽ đi theo Nasdaq hay là không? Thì nếu như mà chúng ta thấy cái sự tương quan đó vẫn còn Thì tôi nghĩ là cuối tuần này chúng ta cũng sẽ thấy BTC nhích lên một chút Để đi theo cùng với xu hướng của Nasdaq Chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi Nhưng mà ở thời điểm này đó thì có một điều Các bạn đã thấy là rõ ràng hơn Là từ cái thời điểm là tháng 1 của năm nay đó Cho đến bây giờ thì cái phần trăm vốn hóa Trên thị trường của BTC đã tăng lên Từ 39% đầu năm cho tới bây giờ Các bạn thì được là mức là 46% rồi thậm chí gần như là 47% ngày hôm qua. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta thấy được là cái sự lo ngại trên thị trường đó bây giờ rất là cao. Đến nỗi mà chúng ta thấy được là đương nhiên khi mà giá cả đi xuống đó thì nhiều bạn lo sợ đó là bình thường mà thôi. Nhưng mà khi mà giá cả đi xuống mà chúng ta thấy là cái phần trăm vốn hóa của BTC tăng lên có nghĩa là nhiều người đó một là họ rút tiền hồi ra khỏi thị trường này. Những người mà còn lại đó thì họ chuyển all coin qua Bitcoin tại vì dù sao nữa, Bitcoin vẫn xem như là đồng chủ cột của thị trường này, cái đồng mà có vốn hóa lớn nhất và được nhiều người tin tưởng nhất. Khi mà chúng ta thấy được BTC phần trăm tăng lên, đó, có nghĩa là dấu hiệu là mọi người thực sự đang rất lo sợ hiện tại. Và chúng ta có thể thấy được là ngày hôm nay nói riêng đó thì có màu xanh, có màu đỏ có đồng Dogecoin đồ hôm nay đó thì tăng 6% tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa nhưng mà nhìn chung đó thì chúng ta được là BTC so với lại giờ này ngày hôm qua thì giá cả cũng tương tự mà thôi xuống 0,7% những đồng khác thì cũng tương tự như BTC nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái cột là 7 ngày đó thì cái sự khác biệt rất rõ ràng là gần đây những cái altcoin so với Bitcoin đó thì giá đi xuống mạnh hơn. Đương nhiên tại vì chúng ta thấy được là phần trăm vốn hóa của Bitcoin đã tăng lên. Khi mà mọi người lo sợ thì người ta sẽ dồn tiền vào Bitcoin. Chúng ta thấy được là BTC xuống 14%, Ethereum xuống tới 10%, à, chúng ta thấy XRP xuống 5,8%, Cardano xuống 10%, Solana xuống 14,7% những cái thời điểm như vậy đây thì thường thường ít có đụng lên altcoin lắm các bạn cho nên thường chia sẻ là gần đây mấy tháng trời thường chỉ thu mua riêng BTC mà thôi vì những lúc như vậy đó thì altcoin các bạn thấy được là không giữ giá được như là bitcoin đâu nhưng mà nào mà đã từng trải qua những cái đợt mà thị trường cực kỳ lo sợ đó thì những hiện tượng này xảy ra thường xuyên lúc nào cũng vậy lúc mà thị trường tốt đó thì ít ai quan tâm đến BTC nhưng mà khi mà thị trường có cái sự lo sợ một cái là các bạn thấy được là Bitcoin vẫn là đồng trụ cột đồng mà nhiều người có cái lòng tin nhất hiện tại nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ Credit, Debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. À, hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức medium game Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết. Cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái Lucky Winner Number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví VIP 20 các bạn tạo trên Coin 98 Super App là có thể tham gia thông tin chi tiết sẽ nằm dưới cái video này và ngày hôm qua đó thì có một số bạn hỏi thuận là Ethereum có thông tin gì không tại vì hôm qua Ethereum đột ngột xuống là nhớ là như 10% ngày hôm qua thì thường muốn chia sẻ hai điều với các bạn liên quan tới Ethereum Thứ nhất đó là chúng ta thấy được đây là cái trang conclass.com Đây là trang mà các bạn có thể lên để mà xem những cái tài liệu liên quan tới những cái lệnh đòn bẩy bị thanh lý Thì các bạn đang thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó thì cái số lượng lệnh đòn bẩy bị thanh lý liên quan tới Ethereum đó là 70,63 triệu so với lại Bitcoin là 64,2 triệu Có nghĩa là hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy là có nhiều lệnh đòn bẩy liên quan tới Ethereum xảy ra và đương nhiên khi mà chúng ta được là nhiều lệnh mà bị thanh lý đó như là lệnh long đó thì chúng ta sẽ được là cái dấu hiệu là khi mà lệnh long bị thanh lý thì sẽ dẫn đến là giá tiếp tục xuống dẫn đến nhiều lệnh long bị thanh lý hơn đó có thể là lý do tại sao mà hôm qua chúng ta thấy giá Ethereum đột ngột trượt 10% so với lại BTC ngoài chưa đi ra thì có một điều khác liên quan tới Ethereum mà một số bạn hỏi thuận đó là có phải là cái uh, Hiện tượng The Merge của Ethereum đang gặp vấn đề hay là không? Thì có một cái tài liệu được chia sẻ trên mạng đó Tài liệu cũng đã được xác nhận bởi đội của Ethereum Đó chính là cái mạng lưới thử nghiệm của Ethereum là Beacon Chain Thì đây là mạng lưới mà họ đang thử nghiệm Trước khi mà họ thực hiện cái hiện tượng The Merge Nghĩa là tích hợp Ether Proof of Work và Proof of Stake lại với nhau Thì ở trên Beacon Chain nó xảy ra một cái hiện tượng Đã có một cái chuỗi lốc tổng cộng là 7 lóc đã bị thay đổi và bị thay đổi như là sao bị thay đổi có nghĩa là 7 lóc đó đó bị thay đổi bởi 7 lóc khác thường nó hiện tượng này xảy ra khi mạng lưới bị tấn công nhưng mà đương nhiên đâu hết tấn công mạng lưới thử nghiệm của team đầu đâu đây là cái mạng lưới thử nghiệm mà thôi không liên quan gì đến cái mạng lưới chính nhưng mà đội của team thì họ vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao thì theo lý do mà chúng ta biết hiện bây giờ đó là đương nhiên đây là mạng lưới thử nghiệm họ đang thử nghiệm một số những cái giao thức và một trong những cái cập nhật đó gọi là proposal boost port, thì thuận cũng không có rõ nhiều về cái proposal boost port này là như thế nào nhưng mà theo thượng hiểu đó Thì có một số những cái máy validator Cái máy mà xác nhận giao dịch Thì có một số máy đã cập nhật Một số máy chưa cập nhật Cho nên dẫn đến việc là những cái máy mà cập nhật rồi đó Thì được ưu tiên trên mạng lưới Dẫn đến cái việc là bảy lóc này bị dịch chuyển ở trên mạng lưới thử nghiệm của Ethereum thì theo thằng biết bây giờ đó là họ vẫn đang giải quyết cái vấn đề này ở trên mạng lưới thử nghiệm nhưng mà liên quan đến cây mạng lưới chính thức thì không có liên quan gì và có phải điều này sẽ làm trì hoãn cái hiện tượng The Merge của Ether 2.0 hay là không thì chúng ta vẫn chưa nghe thông báo chính thức nhưng mà đây là cái thông tin mà thường có thể chia sẻ với các bạn hiện bây giờ chúng ta có thể chuyển lại và nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay thì các bạn thấy được là một trong những cái điều rất là thú vị mà nhiều bạn cũng có thể muốn biết thì chính là liên quan tới việc là elon musk mua lại twitter thì các bạn đã thấy được là elon musk giờ này cũng bị tấn công khá là nhiều trên twitter nhiều người thì cáo buộc elon musk về nhiều vấn đề và có một điều rất là thú vị đó là khi mà Elon Musk lên tiếng muốn thu mua lại Twitter thì đã có tổng cộng, đó dựa theo Zero Hedge, các bạn đã được tổng cộng trên đây là có 26, 26 đơn vị đứng ra à, để mà điền đơn kêu gọi mọi người á, ký tên chống đối lại việc là Elon Musk thu mua lại Twitter với lý do là tại vì Elon Musk thu mua lại Twitter sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn của công cộng thì chúng ta được là 26 cái đơn vị đứng lên chống lại Elon Musk thu mua lại Twitter đó thì trong đó đó đã có 11 lá thư được ký bởi những cái đơn vị mà liên quan đến Bill và Melinda Gates Foundation nghĩa là cái quỹ từ thiện của Bill Gates thì có nghĩa là đã có ít nhất là 11 người ký tên trong cái nhóm 26 đơn vị này là liên quan tới Bill Gates là họ cũng đã từng được Bill Gates cho tiền từ quỹ từ thiện. Thêm vào đó nữa đó, một trong ba cái group lớn nhất dẫn đầu cái phong trào này đó cũng đã từng nhận được một triệu đô la đến từ George Soros ít nhất là hai người Đứng đầu trong những cái phong trào chống lại Elon Musk thu mua Twitter đó là liên quan tới Barack Obama và Hillary Clinton thì đây không phải là một thông tin trực tiếp liên quan tới crypto nhưng mà việc mà Elon Musk thu mua lại Twitter ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến crypto và nhiều bạn rất muốn biết thông tin mới nhất khi nền thuận mới chia sẻ thông tin này với các bạn đây chỉ là một cái lời cáo buộc đến từ Zero Hash mà thôi có phải thật hay không thì thường nghĩ là mỗi bạn sẽ có câu trả lời có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn bây giờ thì cái việc là Elon Musk thu mua lại Twitter thì vẫn đang diễn ra và Elon Musk bây giờ đã lên tiếng là sẽ bỏ tiền túi hơn ba mươi mấy tỷ đô la để mua lại Twitter phần còn lại là khoảng 11 tỷ đó là sẽ đi vay mượn và cái giá mua vẫn không thay đổi theo thường biết là vẫn là 44 tỷ ở điểm hiện tại chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác liên quan tới Bitcoin đi các bạn đã nhớ là thường đã chia sẻ với các bạn là một trong những cái sự khác biệt gần đây đó là mỗi lần mà giá đi xuống đó chúng ta thường hay thấy là những ngân hàng trong những năm trước đây đó thì giá cả mà không ổn đó chúng ta thấy những ngân hàng nó sẽ ra đây và họ sẽ bắt đầu là chơi bay thị trường này du dập thị trường này nhưng mà đợt này khác một chỗ là giá cả tuy là không tốt nhưng mà chúng ta hay thấy được là trong tuần này thôi đã có ngân hàng Bank of America và ngân hàng JP Morgan đã lên tiếng là vẫn tiếp tục ủng hộ sự phát triển của crypto và mặc dù là giá cả đó không có ổn nhưng mà thật ra giá cả không ổn là liên quan chung tới Nasdaq Là cái chỉ số liên quan đến công nghệ cho nên mới ảnh hưởng chung với lại crypto mà thôi chứ không phải là riêng lẻ gì liên quan đến crypto hết Thì họ vẫn ủng hộ và hôm nay chúng ta đã thấy thêm có một cái ngân hàng khác nữa là Deutsche Bank Thì Deutsche Bank đã nói gì ngày hôm nay các bạn thấy được Deutsche Bank đó đã đưa ra ba cái lập luận là tại sao họ vẫn tin vào tương lai của BTC và họ vẫn tin là tương lai giá cả vẫn sẽ cao hơn là giá cả bây giờ thì ba lực lượng đó là ba lực lượng như thế nào trước hết á thì các bạn hiểu là họ nói là bitcoin đó không giống như tất cả những crypto khác cho nên chúng ta không thể nào mà gộp chung để mà nói được và thật ra đó đây là một điều mà chúng ta cũng đã biết từ lâu rồi trong thị trường này nhưng mà gần đây các bạn thấy là ngân hàng đó hầu như cũng họ cũng đã nhận ra được và thậm chí chúng ta cũng thấy là sau cái vụ liên quan tới đồng UST và Luna mới đây đó thì ngay cả bức hội Hoa Kỳ cũng đã nhiều người đó nói là tuy là cái vấn đề liên quan tới UST và Luna đó làm cho nhiều người mất lòng tin đối với một số những dự án crypto nhưng mà đó không phải là Bitcoin Bitcoin khác những cái crypto còn lại là khác không thể gặp chung với nhau để mà nói được ngay cả các bạn đã thấy được là bộ trưởng bộ tài chính của hoa kỳ gần đây trên do jordan cũng đã hiểu hơn và ngay cả khi mà nhiều người hỏi về có lo ngại về những sự kiện tương tự như là đồng ust và luna xảy ra nữa với những đồng lớn hơn như là với tether hay không ngay cả cho do jordan cũng đã chỉ ra được là không giống cái những đồng mà như là USDC hay là USDT đó, những đồng đó là có công ty đứng sau lưng và có tiền hỗ trợ chứ không có phải như là UST là một đồng ổn định dựa theo giao thức. Thì các bạn thì được là hầu như những ngân hàng và ngay cả quốc hội bây giờ cũng đã có thêm sự biết về crypto rồi cho nên liên quan tới việc là Deutsche Bank đã tách rời Bitcoin ra khỏi phần lớn những con còn lại đó cũng dễ hiểu mà thôi cho nên họ nói được là những gì xảy ra với lại Coin đó thực ra mà nói là chúng ta không thể gặp chung bitcoin vào để mà nói được đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì đó là liên quan đến Bitcoin nói riêng là hiện bây giờ đó 90% của tất cả Bitcoin đã có trên thị trường rồi chỉ còn 10% là đang được đào mà thôi và dựa theo những gì mà họ biết đó thì cái nhu cầu càng càng cao lên và đương nhiên bất cứ lúc nào các bạn thì được giá cả có thể lên xuống dựa theo nhu cầu nguồn cung một nguồn cầu ngay thời điểm đó nhưng mà về dài hạn đó chúng ta hay được là Bitcoin chỉ có giới hạn mà thôi nguồn cầu nếu như mà cứ tăng như vậy theo thời gian đó thì giá cả chỉ có một xu hướng là phải tăng lên mà thôi đó là nhận định của Deutsche Bank Và nguồn cầu đó sẽ tăng khi nào Thì theo họ đó là khi mà có lực rõ ràng Và hiện bây giờ đã nhiều quốc gia đang gấp rút để mà ra luật để mà quản lý thị trường crypto Khi mà có lực rõ ràng Đó chính là một trong yếu tố rất quan trọng Sẽ đẩy rất nhiều những nhà đầu tư tham gia vào thị trường này Và giá của BTC đến lúc đó sẽ có sự tăng trưởng Tại vì Bitcoin có giới hạn không giống như những cái đồng khác Và nhu cầu cũng sẽ tăng lên Nhất là những nhà đầu tư lớn đó Họ chỉ thích những đồng mà có tính thanh khoản cao mà thôi và Bitcoin là một lựa chọn hàng đầu của những nhà đầu tư đó. Đó là điều thứ nhì được nói tới bên Deutsche Bank. Điều thứ ba đó, điều này nó khác một chút. Thường các bạn thấy được là người ta so sánh uh, Bitcoin với lại vàng điện tử, vàng 2.0 vân vân. Nhưng mà các bạn thấy được là lần này đó thì Deutsche Bank nói là Bitcoin đó giống như là kim cương gì đó tại vì các bạn thì được là nhiều người cho là bitcoin đó là không có cái giá trị thực tiễn vân vân nhưng mà thật ra đôi chị bạn nói là có rất nhiều đồ vật trên thế giới này đó có thể là các bạn cảm thấy là không có giá trị thực tiễn nhưng mà vẫn có rất nhiều người tin và muốn sở hữu nó giống như là kim cương thì Bitcoin cũng giống như là kim cương đối với Deutsche Bank Có thể là người này không tin nhưng mà người khác tin và có đủ người tin Và Bitcoin đó thì cái lòng tin đó sẽ dẫn đến là giá cả BTC được hình thành từ lòng tin đó Đó là cái uh, lập luận của Deutsche Bank Và tại sao mà Deutsche Bank nó vẫn tin vào tương lai của Bitcoin nói riêng Thì chúng ta đã thấy được là gần đây đó nhiều ngân hàng lớn JP Morgan rồi Bank of America về Deutsche Bank là ba ngân hàng lớn mà chúng ta biết đến mà thôi còn nhiều những ngân hàng khác cũng lên tiếng ủng hộ Bitcoin trong cái thời điểm này và crypto trong thời điểm này thì các bạn nghĩ tại sao thì Bitcoin và crypto đó có tương lai thì có lợi gì cho ngân hàng này? Thường thì nghĩ là tại vì những ngân hàng này đó hai năm qua thậm chí là nhiều năm trước đây đó họ đã tích lũy đầy đủ Bitcoin và crypto rồi. Các bạn hiểu là hai năm nay chúng ta nghe thông tin liên tục liên quan tới hết ngân hàng này tới ngân hàng kia, hết tổ chức này để tổ chức kia. Họ bắt đầu gây dựng những cái đội ngũ để mà chào bán crypto giới thiệu crypto với lại những khách hàng của họ thì đương nhiên bây giờ các bạn đều những ngân hàng đó và chúng ta đều là cùng một phía rồi cho nên không có lý do gì mà họ bây giờ là lên tiếng để mà du dập bitcoin hay là crypto nữa tại vì bản thân ngân hàng của họ cũng đang nắm giữ crypto hiện tại cho nên thường thường hay nói là chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lệ vĩnh viễn mà thôi và đương nhiên bây giờ chúng ta thấy được là bitcoin đã kéo thêm nhiều người qua phía của chúng ta rồi một người khác nữa cũng đang được nói tới đó thực ra thường cũng không nói rõ về công ty này đó chính là công ty uh, lamoru co người mà điều hành công ty này đó là yves lamoru đây là một người mà theo cái bài viết này và nhiều bài viết khác đó, nói là một người mà đã chính xác kêu gọi crypto winter có nghĩa là mùa đông crypto đó ngay cái đỉnh của btc cho tới bây giờ nhưng mà bây giờ đó thì người này nói là mùa đông đã chấm dứt rồi Bây giờ nhiều bài báo khi gọi là mùa đông đã tới nhưng mà thật ra đối với là Yves Lamoureux thì mùa đông đã chấm dứt và chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái sự hồi phục từ đây. Và ông ta vẫn nghĩ là Bitcoin có thể đạt được 100.000 đô cuối năm 2023 ngay là cuối năm sau và sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến năm 2025 thì đó là nhận định của một người đó chính là Yves Lamaru cũng là một cái hobby thú thu mang đến cho các bạn Theo cái nhận định này đó tôi cũng đã từng thấy nhiều bạn comment ở dưới nhiều cái video là thật ra mùa đông đã kết thúc rồi chúng ta thực sự là đang trong cái thời điểm là từ từ hồi phục lại like. nhưng mà nếu thiệt đây là mùa đông crypto giống như nhiều bạn kêu gọi là từ tháng 11 tới bây giờ là mùa đông crypto thì đây là một mùa đông mà không lạnh nhất mà thường thường trải qua và ngắn nhất mà thường thường trải qua tại vì nếu chúng ta nói tới mùa đông crypto giống như năm 2018 nghìn chín các bạn hay là kéo dài tới 2 năm và chúng ta hay được là cái độ giảm nó rất là sâu chứ không có phải là chỉ ở mức là năm mươi mấy sáu phần trăm như chúng ta thấy bây giờ đâu mùa đông cũng được mùa hè cũng được đối với thuận đây là mùa dca của Thuần. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a